Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn về cái con kê bê tông của cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Long sản xuất. Công ty có địa chỉ tại số 304 đường Trần Đăng Tuyển, thành phố Bắc Giang. Điện thoại là 0983 854 799. Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng hãy liên hệ. Thì các bạn thấy là đây là cái con S4550. Thì các bạn trông được đổ bằng cái mác rất là cao, rất nhẵn bóng đẹp. Đây các chiều là các chiều của con kê bê tông này. Cái con kê bê tông này thì có lớp bê tông bảo vệ là 45 đến 50 mm hai chiều. Chiều này là chiều 45, chiều này là chiều 50. Con kê này là như vậy. Mức định mức khoảng độ 4 đến 5 viên cho 1 mét vuông sàn. Con kê này thì là con kê S3540. Con kê sàn móng lớp bảo vệ là 35 đến 40 mm, chiều này là chiều 35, chiều này là chiều 40. Thì các bạn thấy là trong cái con này rất là ok, các bạn thấy độ ra mát rất là cao. Còn con này là con S2530, chiều này một chiều là chiều này 25, chiều này 30. Các bạn thấy là trên họ in rất rõ bên trên. Thế con kê này là dùng để kê sàn và kê dầm. Cái lớp bảo vệ bê tông là 25 và một chiều 25, một chiều 30. Các bạn thấy là mát rất là ok. Chúng ta nhìn quanh thấy mát rất là cao. Còn cái con này là con S15 và 20. Con này dùng để kê cái thép sàn. Các bạn kê thép sàn. Kê thép sàn thì cái chiều dưới này là chiều 15. Còn cái chiều trên này là chiều 20. Các bạn với cái kê thép sàn lớp 1 thì các bạn thấy là dùng cái con kê S1520 này thì các bạn kê là cách 1,5 phân là đến sắt và sau lại các bạn chát cái trần bên dưới vào khoảng 2 phân nữa và chúng ta sơn chống thấm thì cái con này rất là ok theo cái tiêu chuẩn 365 hoặc là theo cái tiêu chuẩn 5574/2018 thì rất là phù hợp với cái con này vì nó khi chúng ta chát vào nếu như chúng ta dùng những con cao hơn thì nó cho cái sàn dân dụng thì nó hơi là kém, nó dày bê tông. Còn không thì chúng ta dùng cái con này. Đây là một trong những con đa lăng. Các bạn thấy là con đa lăng với một chiều 20, một chiều 25 và một chiều 38. Các bạn thấy là cái lớp bảo vệ của nó như vậy. Chúng ta trông thấy là cái chiều mác rất là ok. Còn đây cũng là một cái con kê đa lăng. Các bạn thấy là trên họ ghi rất rõ. Một chiều 30, một chiều 35, một chiều 4 phân. Đây là một trong những con đa lăng dùng để kê sàn, kê dầm, kê cột. Các bạn thấy là này. Đây là một cái con kê chuyên dùng để cho kê thành vách. CV là 20, 25, 30. Các bạn kê vách, kê cột. Lớp kê bê tông bảo vệ 20, 25 và 30. Các bạn thấy nhìn này. Chúng ta nhìn toàn bộ cái con kê của chúng ta. Còn đây cũng là một cái con kê thành vách. Nhưng lớp bảo vệ của bê tông là 20 và 25. Các bạn thấy là này, các bạn nhìn thấy con này của chúng ta. Còn đây là con kê cột, cột và kê vách. Các bạn thấy có lớp bê tông bảo vệ là một chiều 20 và một chiều 25. Còn đây là một con kê đa lăng. Con kê đa lăng này thì có một cái lớp bê tông bảo vệ là 5 phân. CV50-2. Con này nó có 2 chiều các bạn. Còn đây cũng là một cái con kê đa lăng. Cái con kê đa lăng có lớp bê tông bảo vệ là 45, 55 và 60 các bạn. 60. Còn đây là một con kê H8. Con kê H8 này thì các bạn dùng cho đổ trần. Đổ trần kê sắt lớp trên. Chiều dày bê tông khoảng 10 đến 12 cm. Kê cao một chiều 8 phân và một chiều là 7 phân, định mức khoảng 4 đến 5 con cho 1 mét vuông. Đây các bạn trông về cái mác của bê tông. Còn đây là con kê H10. Kê H10 này thì các bạn dùng cho sàn nó khoảng độ 14 phân đổ lại. Con kê H10. Nhưng với cái sàn dân dụng thì các bạn đổ khoảng 10 đến 12 phân thì các bạn nên kê cái con H8 này. Đây các bạn thấy con H8 độ mác rất là ok. Đây là con S1520.